xin chào cô chú chị các bạn quay trở lại với kênh của Thành Lê USA là một chuyên gia tranh cãi khá là hài hước trong làng hài của sống Mỹ nha Dĩ nhiên khi mà thấy mặt mình là mọi người đủ hiểu rồi đó Anh này rất là nhiều chuyện đây Wow, dĩ nhiên trong lúc chúng ta chờ đợi về thông tin gói cứu trợ mới mấy ngàn tỷ đô Thì dĩ nhiên chúng ta gạnh gọi quá chúng ta sẽ làm gì chúng ta sẽ nhiều chuyện Và cái buổi nhiều chuyện bữa nay là cái gì? Đó là cái buổi về à, vấn nạn kỳ thị cho đất Mỹ này Adu. À, Tại vì hổng mình tin chắc là mọi người nghe khá là lùng bùng cái lỗ tai nào là à, Nước Mỹ bất ổn rồi Trời ơi nước Mỹ loạn quá Ok ra đường là kệ như đạn kẹo đầu bay tùm lum hết à không à, chỉ có nước là bỏ trốn về Việt Nam thôi ha dân châu Á Việt người Việt Nam bị kỳ thị đất Mỹ vân, vân 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 đúng chưa đúng chưa mọi người đã nghe được những cái lời mà gọi là hù thiên hạ như vậy đúng chưa và dĩ nhiên kèm theo những cái lời đó là gì những cái lời bình luận quan trọng là bình luận bình luận là chủ yếu là bình luận là mấy cái đứa nó ở đâu đâu không à ha nó nó bây giờ mỹ loạn quá không không thèm đi mỹ nữa đâu ok không, không đi mỹ coi bộ ổn hơn là đi mỹ á uh, excuse me đâu đâu có ai cho đi mỹ đâu mà ổn chứ không ổn đấy đúng không đâu ai cho đi mỹ đâu thành ra khỏi khỏi lo dù đó trước tiên á à, mọi mình nói một cái câu rất là đơn giản thôi rất đơn giản thôi Mọi người có thấy cái người nào mà làm Youtube Mà họ bị kỳ thị chưa? Chưa Không không có ai kỳ thị Youtube hết á Phải không? Toàn là những cái thông tin đó ở, ở đâu đâu ở trên nước Mỹ không à Phải không? Mà cũng không phải trắng ra là kỳ thị nữa Ok Tại vì cái cái mấy cái nạn mà gọi là Hành hung hay đánh nhau đồ này kia Phải không? Trước tiên nó cũng có một yếu tố kỳ thị trong đó đi mọi người mà kỳ thị đây mọi người phải nên hiểu trước tiên mọi người phải hiểu cái định nghĩa kỳ thị ở đây là như thế nào trước tiên nhân châu Á trên nước Mỹ này được gọi là mày nuôi gì nè uh, model mày nuôi đi tức là một dân thiểu số mà mẫu mật gương mẫu của nước Mỹ tại vì sao tại vì người châu Á chúng ta uh, nó không có nhiều uh, như là tụi xì tụi mỹ đen mà chúng ta khá là thành công thành công trên phương diện là gì người châu Á uh, làm chủ tỷ lệ cao trên nước Mỹ nè người châu Á sở hữu nhà cao trên nước Mỹ nè người châu á học hành tỷ lệ học hành cao nước mỹ hiển nhiên lương cao mức sống cao nói chung là cái gì cũng cao hết trong khi đó tụi xì với tụi mây đen là mọi người cũng biết cái thương hiệu nó rồi à, đẻ nhiều à, học ít ăn trợ cấp nhiều đó à, mà dĩ nhiên á thì mọi người hãy nghĩ xem một cái người nghèo ha một cái thằng nghèo nói chung mà nó ra đường nó thấy thằng nào mà giàu hơn đó là cái khả năng rất cao là nó không, không thích lắm rồi đó không thích lắm mặc dù chưa có nói chuyện với nhau chưa đụng chạo chưa chưa biết tính tình của nhau gì gì lắm nhưng mà cơ bản là không thích lắm ha, giống như là mọi người đã đi một cái chiếc xe mà nó nó cũ mà một nghìn chín trăm mà tám mươi mấy xong đó cái tự nhiên mọi người à, vô một bãi đậu xe trong đó toàn là xe đời mới cáo năm sáu chục ngàn không cái tự nhiên là mọi người thấy tuổi tuổi rồi đó đúng không cái cái xong rồi mọi người thấy cái thằng mà có tiền đó, nó nó có cái cử chỉ khách dịch phải không nó nhìn xem mọi người nó chì chề thôi là mọi người muốn xốp cổ nó đọc cho nó chặn này đúng không đó đúng không ừ. thành ra cái quan trọng chúng ta hiểu là gì phải không tại sao mà lại có những cái cuộc mà gọi là gình đánh nhau như vậy ok cái mặt khác là gì mọi người xem những cái đối tượng nào mà bị bị đánh đi ok trong trường hợp này là mấy cô chú không chứ mấy cô chú lớn tuổi không à tại sao người lớn tuổi mà người châu á nữa, khả năng mà họ có hàng nóng ở trong người nó rất là thấp ok khả năng có hàng nóng trong người rất là thấp tức là gì họ à, tay không mà họ đã lớn tuổi rồi thành ra là mấy cái thằng mà gọi là à, du đảng con đó đó ok là cái tụi nó đã nhắm con mồi rồi ha mọi người có thấy bao giờ một thằng bị trắng nào mà nó bị đánh hai một anh trẻ trẻ mà mặt mày bậm trợn hay là xâm đầy mình mà bị đánh cho không có ok không có mấy mọi người tưởng mấy bị đánh, mấy thằng mà gọi là chán đời đó, nó khùng ha nó, cũng chán đời thiệt tại vì nó tự nhiên nó quánh khác là nó cũng chán đời nó gầy nhưng mà vì nó cũng chưa đến nỗi là khùng lắm tại vì nếu nó quánh khác á cao lắm nó bị đi tù còn nếu mà nó lựa con mồi mà không khéo đó nha là tới lúc đó là, là nó khỏi cần quan tâm tới đi tù tại vì sao nó đã bị ăn đạn và nó đã đi luôn rồi chứ nó không còn có cơ hội để đi tù nữa à, <laughs> thành ra là nó, nó đã lựa hết rồi đó là nguyên nhân vì sao mà cô chú anh chị thấy những người mà một số người mà bị bị hành hung là chủ yếu là những ông cụ và là hấu không à ok thì đó là cũng là một cái điều không may đó nhưng mà cái idea ở đây là gì chúng ta phải nên xét gì rất là nhiều yếu tố ok và cái quan trọng đó là gì mọi người hãy đếm coi chúng ta hãy nên đếm coi những cái vụ đó mặc dù báo chí đồ chủ yếu là báo chí chứ, trong nước Rồi một số báo lá cải nhưng mà mọi người đếm thử cái số lượng đó bao, bao nhiêu trường hợp nó rất là ít trong khi đó mỗi một ngày một vụ xả súng rồi vụ đánh nhau rồi vụ lừa đảo rồi vụ hành hung rồi vụ bắn ra nhau rồi nói chung là vụ đánh ghen đồ mỗi một ngày mọi người cộng ở trên nước Mỹ này nó bao nhiêu ngàn vụ một ngày mọi okay, người thấy không À, nhưng, nhưng mà dĩ nhiên khi mà nói về chuyện mà à, à, thời sự lá cải thì ta không có xét về cái khía cạnh đó ta nói wow bây giờ người châu á ra đường là coi như là rất là cung sợ không có dám ra đường đặc biệt là mai mốt cái thằng quỷ dương trung hiếu mà nó làm youtube mà nói về chủ đề này mọi người xem nó sẽ nói kiểu gì nè kiều bây giờ là coi như là sợ không có không không dám ra đường luôn không, đi đi đâu cũng ghê sợ hết à tại tại vì, vì nó là Việt kiều thành ra Việt kiều là nó nó cái okay, nó, nó không dám ra đường mà tự nhiên người khác cũng không dám ra đường luôn à ok <laughs> cái đi ở đây mà chúng ta nên hiểu là gì những việc vụ việc mà đang xảy ra đó, đối với một số người châu á mà bị hành hung đó chỉ là một cái cái chuyện mà nó trong số hàng ngàn hàng dạng cái sự kiện trong xã hội xảy ra trên nước mỹ này mỗi ngày thôi đó, nó không có phải là một cái sự kiện chấn động gì mà đe dọa tới cộng đồng hay đe dọa tới hay hết đó ok cơ bản là gì mọi người đi làm hay ra đường hay bất cứ dân chỗ nào mọi người đi mọi người không cần phải lo gì hết đúng không hả mọi người cũng thừa biết rồi ok không? còn nếu mà mọi người cô chú anh chị nào mà lo chứ vậy đem theo hàng nóng chúng ta sao chúng ta ở mỹ chúng ta có quyền mà đúng không thằng nào nó nhào lại nó hành hung chúng ta chứ gì? mọi người bắn cho nó nát cái mình đó ok đó không vậy vậy thì đâu cần phải lo nữa đúng không đó à. còn không cái cái quan trọng nữa là gì cô chú anh chị với các bạn đừng có để bị youtuber hù ok youtuber là mọi người cũng biết rồi ok mặc dù mình cũng như là youtuber nhưng mà mình cũng sợ cái miệng của youtuber nữa tại vì bất cứ cái vấn đề nào mà qua cái miệng của youtuber sẽ mình đảm bảo là coi như nó sẽ trở thành một cái đại sự kiện luôn á một cái đại sự kiện luôn Tại vì họ sẽ đưa tin là coi như ngày đêm còn nhiều hơn là tin tức chính thống nữa Ngày đêm luôn oh, Nhiều khi một cái cái sự việc mà bình thường mà, Chẳng hạn như là hai đứa quánh nhau trong trường học thôi Hay là cái ông này quánh với bà kia thôi Làm 100 cái video Oh my goodness Nói chung là cơ bản cô chú anh chị các bạn cứ uh, Bình thường ok Giống như mọi người bình thường rồi đó giờ đó ok đừng có tin gì người lạ nói hết là ok mọi người sẽ ok ra được đừng có chủ quan như nào hết ok phải xem mọi người giống như là ồ tại sao nó nhìn mình kỹ kỹ như vậy có phải là nó nhìn cái bóp tiền của mình hay không à ok là mọi người sẽ ok thôi video đó dài xin chào tạm biệt mọi người nha bye bye